Rồi, đầu tiên em xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê câu cá tụi mình Tổ quốc. Hôm nay em tiếp tục lên cho anh em một clip gồm cước nhật anh em. Em về được cỡ cái này tầm khoảng 15 cuộn hơn. Thì em có đánh số thứ tự cho anh em xem, anh em tham khảo có thể chốt đơn nào cái lệ để số điện thoại em có thể tự động liên hệ với anh em. Thì em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước thanh toán, nếu hàng không giống em lên clip á thì anh em có thể trả về cho em. Rồi, cảm ơn anh em. Giờ lóc thứ nhất cho anh em. Cái này thì cước Nhật nha anh em, cước Mercedes-Benz thằng Sento Senyo đó. Thì cuộn này thì đường kính là 0.37 mm, xe số 5 nha anh em, xe số 5 đó, xe số 5 đường kính 0.37 mm, màu thì màu xanh nước biển nha anh em đó. Cuộn này thì nó tải theo thông số của hãng sản xuất, tải được 20 lb, tầm khoảng 10 kg anh em, tầm 10 kg so với quy đổi ra kg. Hàng thì này còn nguyên zin anh em, nguyên niêm phong luôn. Cuộn này thì được 150 m đó, chia cho anh em vô máy thôi, vô máy đánh đăng xe. Cũng như 150 m. Thì xe này thì em có 6 cuộn, 6 cuộn nha nè. Xe này thì có 6 cuộn, 1, 2, 3, 5, 6 à. 6 cuộn này thì giá công khai là 1 cuộn 200k thôi. Đó, 6 cuộn nha anh em. Xây số 5 thì có 6 cuộn. Tiếp theo sẽ là lốc số 2. Lốc số 2 vẫn là cuộn của xe tô thôi. Cuộn này thì đường kính nó nhỏ một tí. Xe số 4 đường kính là 0.33 mm. Thì theo lực tải của nhà sản xuất để trên đây á, thì nó sẽ tải được 16 lb, 16 GBG, tầm khoảng 8 kg. Hộp này thì nếu ốm màu thôi, không sao, ở trong này rất bình thường nha anh em. Đa phần những hàng này nó sẽ trưng bày thôi. Đó, hàng còn nguyên zin hết nha, nguyên zin chưa vui luôn, còn tem đầy đủ nha. Tem này phong đầy đủ. Xe này xe số 4 đường kính 0.33, tải được 16 lb, ra tầm khoảng 8 kg so với bị đỏ nha nè. Đó, cuộn này vẫn được 150 m. Thì màu xanh đó. Thì một số anh em hỏi em thì màu xanh này cá nó có nhát không, thì khi mặt hàng đó người ta đã tung ra thị trường á thì họ đã có kiểm định kiểm tra hết trơn rồi, anh em đánh yên tâm cá không nhát đâu đó. Tiếp theo sẽ là lốc mã số 3 nha anh em. Mã số 3 thì có 1, 2, 3, 4, 5 lốc nha anh em. Đó, 5 cuộn. Cuộn này thì đây, nó để thông số đây. Cuộn này dài 150 m. Đó, tải được theo nó test là tải được 4 kg nha anh em. Tải bổng được 4 kg. Cuộn này của DMV. Calix gì đó. Hàng máy Japan nha anh em. Đó, cuộn này thì sẽ là ni lông nha anh em, 100% ni lông nha, 100% ni lông. Cuộn này thì xây là xây đường kính là 0.222 mm. Đó, tải được 8 lb, ra tầm 4 kg nha anh em. Tải được 4 lb, ra tầm khoảng 4 kg. Xây số 2 nha anh em. Đó, cuộn này thì sẽ có màu màu trắng ngà. Đó, cuộn cước làm rất là đẹp nha anh em. Hàng nguyên zin nguyên kiện nha anh em. Đó, cước này thì em có tổng cộng là 5 cuộn, 5 cuộn xe số 2 đó. Mấy cuộn này thì chia cho anh em vô máy câu tôm, máy câu hành cáp đó, đánh lăn xe cũng ok. Đánh lăn xe thì nó quá nhỏ rồi, tải được có 4 kg thôi đó, đường kính 0.222 mm, xe số 2 rồi. Giá công khai mỗi cuộn vẫn là 200k anh em, cộng ship. Tiếp theo sẽ là lốc số 4 được 2 cuộn. Cuộn này thì nó tải phải cao hơn tí, được nhiều dây nữa. Cái này là xây số 7, xây số 7 em xem, xây số 7 thì tải được 30 lb, 30 lb ra tầm 15 kg nha nè. Tải được 30 lb, tầm được 15 kg. Đường kính là 0.443 mm nha anh em. Đó,
maximum của con cước này luôn. Cuộn này thì được 200m nha anh em, cuộn 200m anh em vô đánh cá tra ok nè, đánh cá tra đánh lục cũng ok, đánh cá tra đánh lục đánh C. Cuộn này được 200m, tải được 15kg, giá công khai là 250k nha anh em. Đó, cuộn này thì 100% carbon, 100% ni lông nha anh em. Đó, 100% ni lông. Đường kính là 0.43 nha anh em. Đó, 0.43. Size số 7. Rồi, giá công khai là 250k nha anh em. Thế sẽ là lốc số 5 nha mọi người. Lốc số 5 thì em sẽ có hai cuộn, cuộn của River. Đó. Cuộn này thì được 150m nha anh em. Đó. Cuộn này hạt 150m. Thì em có hai size, một size là số 4 và size 3.5. Size số 4 thì nó tải được 100. Size số 4 thì được tải được 16 lb anh em, tầm khoảng 8kg. Size số 3.5 thì tải được 14 lb, tầm khoảng 8kg. Đó. Cuộn này thì anh em báo về thì đánh rất là chắc nè. Đó. Rồi, giá công khai cuộn này là 350k nha anh em. Đó, 350k một cuộn. Đó. Tiếp theo sẽ là cuộn số 6 nha anh em. Cuộn số 6 là của DMV. Đó. Cuộn này vẫn là máy Japan nha anh em, 100% em lấy từ Nhật về. Đây, máy Japan có mã hoạch đầy đủ nha mọi người. Thì cuộn này thì em có một hai size, size này size số 2. Size số 2. Cái số 2 thì em có 2-3 cuộn. Cái tải được 9 lb. Đó, đường kính là 0.235 mm. Đó, tải được từ 8 đến 9 lb anh em. Đó, ra tập khoảng 4kg. Em tháo qua cho anh em xem màu. Cái cuộn cước nó làm kỳ xảo cực kỳ luôn anh em. Đó, cuộn như màu trắng anh em. Làm cực kỳ luôn, làm cực kỳ ngon lành luôn. Đó. Cuộn này có giá là 150k nha anh em. Đó. Xe số 2. Đó, đường kính là 0.235 mm, tải được 9 lb, ra tầm khoảng 4 kg. Đó, tải từ. Cái này em có 3 cuộn, giá công khai một cuộn là 150k. Tiếp theo sẽ là lốc số 7. Lốc số 7 thì em vẫn có 2 cuộn nha anh em. Cái này thì xe là xe 3.5. À, xe 3.5, đường kính là 0.310 mm. Cuộn này nó tải được từ 15.7 lb. Đó. À. Thì nó ra tầm khoảng 7 kg mấy đó, 7 kg rưỡi. Đó, cuộn này tải được 7 kg rưỡi theo nhà sản xuất nha anh em. Đó. Màu thì sẽ là màu xanh nha anh em. Đó, màu xanh rêu. Hàng thì vẫn là hàng Mercedes-Benz. Đó. Màu xanh rêu nha anh em. Đó. Hàng còn niêm phong luôn. Đó. Rồi, giá công khai mỗi cuộn vẫn là 150k nha anh em. Cuộn này tải được 7 kg rưỡi, đường kính là 0.31 mm. Rồi, tiếp theo sẽ là ba cuộn lẻ, ba cuộn cuối cùng. Cuộn số 8. À, cuộn số 8 là một cuộn của Đam nha anh em. Đam. Hàng này là hàng ni lông nha anh em, hàng ni lông. Tải được 14 lb, ra tầm khoảng 17 kg, đường kính là xe là xe 3.5. Xe 3.5 thì đường kính là 0.310 mm. À, tải được 7 kg nha anh em. Cái này của hàng Mercedes-Benz nha anh em, cước là cước màu trắng. Hàng còn niêm phong nha anh em, hàng còn niêm phong. Cuộn này được 100m nha mọi người. Cuộn này giá công khai là để còn giá 200k nha anh em. Cuộn số 8 giá 200k. Tiếp theo là cuộn số 9. Cuộn số 9 là một cuộn của Up Low gì đó.
Đó, cổ số 9 là thằng Sento nha mọi người. Đó, Sento. Cổ này cũng là máy xe ben luôn. Ừ. Cổ này thì nó tải được 16 lb, ra tầm khoảng 8 kg. Đường kính là 0.335 mm. Cổ này là 100 m cho anh em, giá là bằng là 200k, dây dây số 4. Tiếp theo cuộn số 10, cuộn cuối cùng, cuộn của Sun Life. Cuộn này của Sun Life, cuộn này thì tải được 20 lb. Đó. Dài 150 m luôn rồi, tải được 20 lb, dài được 500, dài được 150 m. Size số 5, đường kính là 0.37 mm. Màu nâu nha mọi người, cuộn này màu nâu, giá công khai là 300k nha. Hàng Sun Life thì anh em khỏi đã nói rồi. Đó. 150 m, tải được 20 lb, tầm khoảng 10 kg. Size số 5 tải được 10 kg. Đó. Rồi, đó tổng cộng 10 rocket lên cho anh em hôm nay. Nếu anh em ưng cuộn nào có thể chốt đây là em số điện thoại, em có thể tự động liên hệ với anh em. Rồi, cảm ơn anh em.